Đó giờ thì đặc biệt mình không thích ăn mì Nhật tại vì nó mặn quá. Nhưng mà cái quán mì dầu mì trộn khô này á siêu ngon luôn. Ngày nào mà đi học ra đó cũng muốn quẹo vô đây ăn hết. Mà cái dầu ớt ở đây nó cay dảnh mỏ luôn chứ không có vừa. Cho thêm một cái dĩa giá luộc giòn giòn mát mát. Đặc biệt cái tô mì ở đây nó rất là nhiều mì, ăn no cành hông luôn. Còn thịt ở đây thì họ sẽ nướng sơ qua nên rất là thơm. Rồi biết mình mê thêm gì nữa không? Mì này nó có măng khô tẩm ướt chứ cái gì đó ăn ngon dữ lắm. Cái tô mì này thì là 200 cành nhưng mà thật sự ăn rất là xứng đáng. Ăn no nê rồi để giờ ghé chợ coi có cái gì không ha. Từ lúc mà cái siêu thị kia mở ra thì cái chợ này bị đá ra chuồng gà. Ai chê chê chứ mình vẫn đi chợ này mua ủng hộ bà chủ thân quen. Lâu dữ lắm luôn, bữa nay mới thấy có bán ghẹ. Cái tiệm này thì mình ăn lúc nào cũng yên tâm hết trơn á. Tại vì là nó chỉ bán trong ngày thôi chứ không có để qua ngày mai. Ghẹ 2-3 con một dĩ chỉ có 550 yên. Một dĩ như vậy thì tính ra là khoảng 90 cành. Mình lấy hộp 3 con rồi đi ha, để tối về hấp lên ăn. Cái này đem về lật đật lấy ra là hấp liền luôn. Chứ cũng không có dám để thêm tại vì mấy con này nó ngẫm hết rồi. Lột ra thì mình ngửi vẫn còn tươi, chưa có dấu hiệu hẩm thẩm. Ghẹ này nó mất giá trị một phần nữa là biết cái gì không? Vì nó là ghẹ thương binh chỉ có một cái càng mà phải chi bị một con không nói này, ba con đều bị gãy càng mà ba con đều bị gãy bên phải mới ghê chứ. Mấy con ghẹ này thấy vậy chứ khoái xông hơi lúa mạch dữ lắm. Giờ thì cho mấy em nó đi xông hơi tầm khoảng 30 phút. Bữa nay làm cái chén muối tiêu hơi ít vừa đủ ăn thôi nhưng mà vẫn là 4 trái ớt. Hồi nãy đang hấp mà cái bếp này nó nặng điện quá đi, xong rồi cái nhà tối thui tưởng đâu là chuyện gì tới nữa không à. Ghẹ này khui ra nhìn cũng có lý ha. Ghẹ này thì không có bị ớt nhưng về độ tươi thì khoảng 80-90%, chứ có lần mua ghẹ ngoài siêu thị ăn xong là bỏ của chạy lấy người luôn. Còn ghẹ này để mình xé ra cho mọi người coi cái sớ thịt của nó ha. Không cần ăn, chỉ cần nhìn cái sớ thịt của nó thôi là biết ghẹ tươi hay là không. Ghẹ này vẫn còn rất là ngọt mà thịt lại chắc. Chấm miếng muối tiêu ăn chung với cơm tao nói nó ngon không chịu nổi. Thịt sớ nào sớ nấy dày cui luôn, không có bị ớp miếng nào hết. Mà ghẹ này thì chỉ toàn là thiên nhiên thôi chứ bên đây họ không có nuôi. Chỉ cần 3 con ghẹ này thôi là mình có thể ăn được 3 tô cơm.